Bàn về một chữ nhẫn, có người đã từng đưa ra nhận định phải chịu đựng được những thứ mà người thường không thể chịu đựng thì mới có thể làm nên đại sự. Thực tế lịch sử cũng đã chứng minh có những nhân vật đã khắc ghi tên mình vào dòng chảy của thời gian nhờ những thành công đáng nể. Điều đáng nói hơn cả là chìa khóa làm nên đại sự của họ đều gói gọn trong một yếu tố: cả đời lấy chữ nhẫn làm đầu. Và ba nhân vật được mệnh danh là cao thủ ẩn nhẫn trong lịch sử Trung Hoa dưới đây chính là minh chứng cho điều này. Tư Mã Ý. Tư Mã Ý 179-251 được biết tới là một chính trị gia nổi danh thời Tam Quốc và từng là cánh tay đắc lực trong triều đình nhà Ngụy của gia tộc họ Tào thời bấy giờ. Nhắc tới Tư Mã Trọng Đạt, có ý kiến cho rằng ông chính là nhân vật thành công nhất Tam Quốc, thậm chí có thể coi là kẻ chiến thắng sau cùng của thời đại này. Bàn về kết tài của Tư Mã Ý, nhận định ông sở dĩ có thể thành công trong một thời đại kiêu hùng đông đảo, thực chất cũng nhờ vào một chữ nhẫn. Năm xưa, Tư Mã Ý từng phò tá tới 4 đời quân chủ nhà Tào Ngụy, phải tới khi tuổi đã ngoài 70 mới được chấp trưởng quyền hành. Điều này đủ để thấy tính nhẫn nại của nhân vật này đã đạt tới trình độ thượng thừa. Điểm đáng nói hơn còn nằm ở chỗ Tư Mã Ý bắt đầu phụng sự cho họ Tào dưới thời Tào Tháo. Vị quân chủ đang nghi này ngoài mặt thì tín nhiệm, nhưng bên trong vẫn coi ông là một tai họa ngầm. Nếu đổi lại là một người khác, có lẽ họ đã sớm dứt áo ra đi để đầu quân cho thế lực khác. Thế nhưng Tư Mã Ý chấp nhận ngậm đắng nuốt cay, sống cẩn thận giữ mình để tiếp tục nương nhờ vào Tào Ngụy. Sau này ở vào thời điểm đối đầu với Kỳ Phùng địch thủ Gia Cát Lượng, bất luận đối phương có nhục mạ, khiêu khích ra sao, Tư Mã Ý cũng không bị trúng kế, càng không kích động hay hành sự hấp tấp. Cũng nhờ sự nhẫn nại của mình mà cho tới khi cả Tào Tháo và Gia Cát Lượng đều đã buông tay trần thế, ông vẫn là người trụ vững trên vũ đài chính trị của thời đại phong ba ấy. Vào thời điểm Tào Sảng chuyên quyền, Tư Mã Ý từng chịu không ít chèn ép. Ông ẩn nhẫn tới mức sẵn sàng cáo quan về quê, dứt khoát từ chức chứ không lựa chọn ăn miếng trả miếng ngay lúc bấy giờ. Chính trình độ ẩn nhẫn tới mức khó có thể tưởng tượng này đã giúp Tư Mã Trọng Đạt làm nên cuộc chính biến ngoạn mục ở Lăng Cao Bình, sau cùng chu diệt toàn bộ thế lực của Tào Sảng, vừa rửa mối hận năm xưa lại vừa có được toàn bộ quyền hành. Nhờ vậy mà ông đã trở thành người mở đường cho gia tộc Tư Mã thâu tóm quyền lực của triều đình Tào Ngụy, từ đó đặt nền móng cho nhà Tấn Vương triều thay thế nhà Ngụy sau này. Do đó, có thể nói hết thảy những thành công nhờ nhẫn nhục chịu đựng tới hơn 40 năm mà Tư Mã Ý đạt được là điều khó ai có thể phủ nhận hay coi thường. Tư Mã Thiên. Bên cạnh Tư Mã Ý, lịch sử Trung Hoa còn ghi nhận một cao thủ ẩn nhẫn với thành tựu không hề thua kém khác. Đó là Tư Mã Thiên, tác giả của bộ sử ký chữ danh. Tư Mã Thiên 145 trước công nguyên, 86 trước công nguyên, tự Tử Trường, là một trong 10 vị thánh trong lịch sử Trung Quốc. Người đời thường gọi ông là Thái Sử Công. Tác phẩm sử ký của ông cho tới ngày nay vẫn được xem là một trong những tài liệu lịch sử trọng yếu của Trung Hoa và có cống hiến to lớn trên phương diện nghiên cứu lịch sử đối với giới học thuật của đất nước này. Thế nhưng ít ai biết rằng, để có thể hoàn thành kiệt tác để đời ấy, Tư Mã Thiên đã phải ngậm đắng nuốt cay để chấp nhận hình phạt cung hình và bị biến thành thái giám. Năm xưa sau khi bị vướng vào vụ án Lý Lăng, Tư Mã Thiên đã bị thiến và bị cầm tù. Điều đáng nói hơn còn nằm ở chỗ đau đớn mà ông phải chịu đựng không chỉ đơn giản là nỗi đau về thể xác. Bởi lẽ ở vào thời đại nam tôn nữ ti như bấy giờ, việc một người đàn ông bị đánh mất thân phận, địa vị của mình là điều mà không phải ai có thể chịu đựng được. Và cuộc sống của họ sau đó càng là những ngày tháng mà người thường khó có thể tưởng tượng nổi. Sau khi được phóng thích, Tư Mã Thiên được làm chức Trung Thư Lệnh, một chức quan chỉ dành cho hoạn quan. Nhờ vào chức quan này, ông được kể cận ở gần vua, được quyền ra vào cung cấm và xem các tài liệu mật. Nhẫn nhục chịu đựng hết thảy những đau đớn và nhục nhã, Tư Mã Thiên đã dồn toàn bộ tâm sức của mình để hoàn thành sử ký.
Cũng nhờ vào tác phẩm chữ danh ấy, tên tuổi của ông đã được lưu danh vào sử sách với tư cách là một nhà sử học tài ba và đồng thời cũng là một bậc thầy trên phương diện ẩn nhẫn. Việt Vương Câu Tiễn. Nếu như nhắc tới nhân vật đứng trên đỉnh cao của năng lực ẩn nhẫn trong lịch sử Trung Hoa, vị trí này chắc chắn thuộc về Việt Vương Câu Tiễn. Việt Vương Câu Tiễn trị vì 496 trước công nguyên, 465 trước công nguyên, là vua nước Việt vùng đất ngày nay là Thượng Hải, Bắc Chiết Giang và Nam Giang Tô thuộc cuối thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc. Năm xưa sau khi bị Ngô Vương đánh bại, ông đã phải nằm gai nếm mật tới 3 năm trên đất Ngô, nhận hết mọi loại thống khổ và nhục nhã. Đỉnh điểm trong số đó phải nói tới việc Câu Tiễn từng có lần phải nếm phân cho kẻ thù là Ngô Vương Phù Sai để trần bệnh. Sau 3 năm ở đất Ngô, ông đã có được niềm tin của Phù Sai và được cho trở về nước Việt. Tại đây, Câu Tiễn tiếp tục ẩn nhẫn, bề ngoài giả vờ thần phục nước Ngô, bên trong lại tìm mọi cách để phá hoại nội bộ của kẻ địch, củng cố nội bộ của phe mình. Để Phù Sai không còn đề phòng, ngay cả khi đã trở về nước Việt, Câu Tiễn vẫn tự đày đọa bản thân bằng những việc như kê gối gỗ khi ngủ, ăn thức ăn của những người nghèo khó. Trải qua 10 năm phục hưng và cải cách trên nhiều phương diện, ông đã đem quân đánh úp nước Ngô khiến Phù Sai đại bại phải xin hàng. Trong vòng 10 năm tiếp sau đó, Câu Tiễn tiếp tục nhiều lần đem quân đi đánh Ngô. Tới năm 473 trước công nguyên thì Ngô quốc đại bại, Phù Sai tự sát. Công cuộc báo thù của Việt Vương Câu Tiễn cuối cùng cũng thành công. Cũng bởi năng lực ẩn nhẫn đỉnh cao ấy mà cho tới ngày hôm nay, mỗi khi bàn về một chữ nhẫn, người Trung Quốc vẫn thường lấy những câu chuyện về Việt Vương Câu Tiễn ra làm ví dụ điển hình. Từ những minh chứng trên đây có thể thấy, dù ở thời đại nào thì ẩn nhẫn cũng là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên đại nghiệp. Từ Mã Ý nói, đời người chỉ có 5 câu, hiểu được 2 câu ắt không bao giờ phải chịu thua thiệt. Đừng so đo đến cùng với kẻ ngốc, hãy học cách cúi đầu trước họ. Dưới đây là 5 câu nói nổi tiếng của ông đủ để cho chúng ta sử dụng một đời. 1. Con người sống là không được hèn nhát, rụt rè, nhưng cũng không thể không biết kính sợ, phải học cách kính sợ đối thủ của mình. Sau khi Tào Duệ mất, Tào Sảng diễu võ Dương Oai, độc đoán chuyên quyền, một tay thao túng triều đình, cố ý để Tư Mã Ý giữ chức thái phó, trên thực tế là để tăng cường sự kiểm soát quyền lực của mình trong triều. Đối mặt với hành vi ức hiếp người của Tào Sảng, học trò của Tư Mã Ý là Trung Hội đã khuyên ông: "Thưa thầy, thầy cam tâm cái chức thái phó chỉ có danh mà không có thực này ư?" Lời khuyên của Trung Hội cho thấy nội tâm không cam phận. Ông luôn hy vọng Tư Mã Ý có thể làm gì đó để đấu tranh lại với Tào Sảng, đoạt lại địa vị vốn có của gia tộc trên triều đình. Nhưng Tư Mã Ý lại nghĩ khác. Ông đã dùng những lời lẽ này để khuyên Trung Hội: "Con người không được hèn nhát, nhưng cũng không thể không biết kính sợ, phải học cách kính sợ đối thủ của mình." Đối với thế hệ 9X, 10X mà nói, nóng nảy và vội vàng sẽ chỉ làm thiệt thân. Học cách bình tĩnh như Tư Mã Ý, đừng nóng vội mà để lưới rách cá chết. Thay vào đó, hãy học cách im lặng chờ đợi thời cơ. 2. Đừng so đo đến cùng với những kẻ ngốc, hãy học cách cúi đầu trước họ. Tào Sảng hoàn toàn không thèm để ý tới Tư Mã Ý, người cũng đang nắm quyền hành khá lớn trong cai quản triều đình. Muốn ép Quách Hoàng hậu, hoàng hậu thứ hai của nguyên hoàng đế Tào Duệ rời cung, để từ đó có thể dễ dàng khống chế vị hoàng đế còn nhỏ tuổi. Tư Mã Ý ở phe Quách Hoàng hậu. Tư Mã Chiêu ấm ức nói với cha mình rằng Tào Sảng quả thực rất quá đáng. Làm vậy chẳng khác nào đang sỉ nhục Tư Mã gia. Nhịn gì đi nữa thì cũng không nhịn được cục tức này. Nhưng Tư Mã Ý lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh trước lời nói của con trai. Ông hỏi Tư Mã Chiêu: "Tên Tào Sảng này so với Gia Cát Lượng thì như thế nào?" Tư Mã Chiêu đáp: "Như con kiến." Tư Mã Ý tiếp tục nói với con trai: "So đo tới cùng với một tên ngốc để rồi sứt đầu mẻ trán, há chẳng phải còn ngốc hơn ư?"
con người sống trên đời không tránh khỏi sẽ gặp phải những kẻ ngốc. Hãy học cách cúi đầu trước những kẻ ngốc đó. Cứ nhìn vào sự thật lịch sử, Tào Sản tuy có thể dương oai diễu võ trong giai đoạn này, nhưng tới cuối cùng, ai mới là người cười vui vẻ nhất? Tư Mã Ý một lần nữa nói với chúng ta, khi gặp phải kẻ ngốc lộng hành, khích bác, dùng những thủ đoạn âm mưu với mình, bạn không nhất thiết phải ăn miếng trả miếng. Đừng bao giờ đứng vào cùng hàng ngũ với những kẻ ngốc, bởi kẻ có nhiều hành vi bất nghĩa, ắt sẽ tự chuốc họa vào thân. 3. Tôi chỉ muốn cả đời này, tai đều ở trong tay phu nhân. Trong phim, thân là người đàn ông sợ vợ nhất, Tư Mã Ý đã làm rất tốt vai trò của một ông chồng đội vợ lên đầu. Bản thân Trương Xuân Hoa cũng có thói quen nhéo tai chồng. Mỗi một lần nhéo tai đều sẽ khiến Tư Mã Ý và Trương Xuân Hoa nhớ lại những tháng ngày còn ân ái. Khi Tư Mã Ý mới phò trợ Tào Phi, mọi người mở tiệc chúc mừng tại phủ của Tào Phi, Tư Mã Ý. Người đáng lẽ nên cùng đồng nghiệp nhậu nhẹt tưng bừng thì lại ở nhà làm cơm cùng Trương Xuân Hoa. Mỗi lần Trương Xuân Hoa tức giận, Tư Mã Ý lại nhẹ nhàng nịnh nọt. Bên ngoài dù có bàn chuyện quốc gia đại sự lớn tới đâu, cơm cung đình dù có ngon tới đâu cũng không ngon bằng cơm nhà. Một lời nói thôi nhưng khiến Trương Xuân Hoa vui lên rất nhiều. Trương Xuân Hoa cũng một lòng một dạ làm hậu phương vững chắc, cả đời chỉ mong Tư Mã Ý được bình an. Tư Mã Ý từng nói với vợ, tôi chỉ muốn cả đời này, tai đều nằm trong tay phu nhân. Đằng sau sự thành công của người đàn ông là người vợ đảm đang, hiền thục. Vì vậy, đội vợ lên đầu chẳng có gì là sai. 4. Thần cả cuộc đời, không có kẻ địch, chỉ thấy toàn là bạn bè và bậc thầy. Cả đời Tư Mã Ý có hai kẻ thù lớn nhất. Khi còn trẻ phò tá cho Tào Phi, đối thủ lớn nhất của ông là Dương Tu. Sau khi Dương Tu bị Tào Tháo xử tội chết, Tư Mã Ý đã chủ động xin Tào Tháo cho mình được gặp Dương Tu. Tào hỏi Tư Mã Ý nguyên nhân vì sao. Tư Mã Ý nói rằng, thần cả đời này không có kẻ địch, chỉ thấy toàn bạn bè và người thầy. Tào Tháo nghe xong ngạc nhiên xem lẫn cảm động, càng xem trọng Tư Mã Ý hơn. Tư Mã Ý đối với Dương Tu hay Gia Cát Lượng luôn rất tôn kính, thậm chí ngay cả với người có ý định hại mình, ở thời khắc sống chết mọi thứ đều được hóa giải. Sau khi Gia Cát Lượng qua đời ở Gò Ngũ Trượng, Tư Mã Ý đã đến Thục Doanh, nơi Gia Cát Lượng ở trước khi mất, lấy nước thay rượu kính Khổng Minh, mắt rưng rưng lệ. Nếu không phải con trai nhắc nhở phía sau còn binh tướng Ngụy Quốc, ông thậm chí suýt chút nữa đã quỳ xuống lễ lạy. Tư Mã Ý khen Khổng Minh, ông cả đời thanh bạch, trong như nước suối vậy. Tuy ông và tôi đối đầu 6 lần, nhưng tôi xem ông là tri ân. Khổng Minh, để tôi gọi ông một tiếng, tiên sinh. Sau khi Tào Duệ mất, người thân cận của Tào Duệ là Bích Tà bị tống giam vào ngục. Tư Mã Ý là người duy nhất tới thăm Bích Tà. Dù Bích Tà thường vì Tào Duệ mà gây ra nhiều rắc rối cho Tư Mã Ý, nhưng Tư Mã Ý vẫn rất khoan dung độ lượng, nể tình sự chân thành của Bích Tà với tiên đế, còn mang cho Bích Tà một bộ quần áo, tỏ ra rất tôn trọng ông. Bích Tà cũng từng nhắc nhở Tư Mã Ý, Tào Sản còn trẻ ngông cuồng, một khi lên được ngôi vị cao nhất, chỉ sợ Tư Mã Ý sẽ là người tiếp theo vào ngục tù. Tư Mã Ý đáp lại, Tư Mã Ý ta sẽ không tranh đấu với người khác. Quả đúng vậy, không tranh không đoạt chính là 4 chữ khắc học rất rõ nét Tư Mã Ý ở nơi làm việc. Ở nơi làm việc, hãy học cách học hỏi từ đối thủ, tôn trọng đối thủ, cảm ơn đối thủ, bởi sự tồn tại của họ chính là thứ giúp bạn lớn mạnh và tiến bộ hơn mỗi ngày. 5. Bại mà không bị thương, bại mà không hổ thẹn, trước tiên hãy học cách chấp nhận thất bại. Trong thất bại với Gia Cát Lượng, quân Tào Ngụy vô cùng bất mãn. Rõ ràng số binh mã của quân Tào nhiều hơn quân Thục rất nhiều nhưng cuối cùng lại vẫn thua Gia Cát Lượng. Ngay đến cả hai người con của Tư Mã Ý cũng đứng ngồi không yên, cùng nhau đến doanh trại của Tư Mã Ý ca thán. Lúc bước vào doanh trại, thấy Tư Mã Ý và quản gia vẫn đang thảnh thơi ngồi chơi ngũ cầm hí.
hai người con bức xúc với cha mình. Từ Mã Ý ngược lại rất thản nhiên, hỏi con trai: "Chúng ta đến đánh nhau hay đến cãi nhau? Người mà lúc nào cũng muốn thắng liệu có chiến thắng nổi không?" "Đánh nhau, trước hết phải học cách chấp nhận thất bại. Bại mà không nhục, bại mà không thương, có vậy mới có thể cười tới sau cùng." Lời của Tư Mã Ý khiến hai người con tỉnh ngộ, hiểu ra được ý đồ án binh bất động của cha. Ba cha con thậm chí còn ngồi chơi ngũ cầm hí. Lấy thất bại học để giáo dục con cái, đây là phương pháp rất khác so với các bậc cha mẹ thời hiện đại, chỉ muốn con mình thắng ngay ở vạch đích. Ai cũng biết thất bại là mẹ của thành công, nhưng lại rất ít người dám đối mặt với thất bại. Tư Mã Ý nói với chúng ta rằng: "Hãy nhẫn nại với những thất bại, có vậy bạn mới có được thành công cuối cùng." Những câu nói vàng của Tư Mã Ý cho tới thời điểm hiện tại vẫn rất có ý nghĩa. Bất luận là trong tình yêu, sự nghiệp, nhân sinh hay giáo dục con cái, ông đều có những phương pháp của riêng mình, vừa đúng đắn vừa giúp ta ngộ ra được nhiều kinh nghiệm sống. 8. Ý nghĩa của chữ nhẫn, thời khắc nào cần nhẫn nhịn để đạt được thành công? Ý nghĩa chữ nhẫn. Nhẫn là gì? Tại sao nó trở thành chuẩn mực mà chúng ta muốn hướng tới? Đầu tiên, nhẫn được hiểu là sự khiêm nhường. Đây là một phẩm chất vô cùng tốt đẹp, một đức tính truyền thống. Trong quan điểm của Nho giáo, người ta coi nhẫn là nội thánh, còn đối với Phật giáo thì nó là sự từ bi. Tại sao người ta lại hướng đến nhẫn nại? Nhẫn nại để thấu đáo, nhẫn nại để nắm bắt được sự việc, giống như lùi về sau một chút để có thể ngắm trọn được biển rộng trời cao. Từ xưa tới nay, các bậc anh hùng đều vì đại nhẫn mà bình thiên trị quốc mới có được thiên hạ. Trong quân đội xưa kia, tướng lĩnh vì nhẫn mà được trọng dụng lâu dài. Đối với buôn bán làm ăn, người ta cũng rất coi trọng điều này. Hơn thế, phải có nhẫn thì mới tìm được bạn hiền, tri kỷ, hạnh phúc. Chữ nhẫn giúp con người sáng suốt, nó trở thành nhân tố tất yếu trong cuộc sống. Nguồn gốc chữ nhẫn. Chữ nhẫn có nguồn gốc từ tiếng Hán. Mỗi một văn hóa trên thế giới đều có một nét văn hóa đặc trưng riêng. Mỗi nét văn hóa đó ẩn chứa ý nghĩa thiêng liêng riêng biệt tùy vào từng vùng. Đối với văn hóa phương Đông, từ xa xưa Phật giáo đã phát triển, và dù tôn giáo hay tín ngưỡng nào cũng đều hướng chúng ta làm việc thiện, sống đạo đức, khiêm nhường và yêu thương nhau. Chữ nhẫn ra đời từ đó, nó chính là một đức tính tốt đẹp, cao cả nhất mà chúng ta cần trau dồi. Các ý nghĩa của chữ nhẫn. Chữ nhẫn gắn với mỗi từ lại biểu thị nhiều ý nghĩa khác nhau. Nhẫn nại là không ngại đương đầu với khó khăn, thử thách, dù có chuyện gì xảy ra cũng không lùi bước. Nhẫn nhục là sự chịu đựng chờ đợi thời cơ. Nhẫn nhịn, người đạt được nhẫn nhịn thường thành công. Họ không xét to chuyện, biết tiết chế cảm xúc. Nhẫn thân, nếu không tự dồn ép bản thân, làm sao biết mình ưu tú đến mức nào? Ẩn nhẫn là sống quy ẩn, không màng danh lợi. Nhẫn hận, điều này không hề tốt. Những người này dù bị áp bức vẫn không dám chống lại. Nhẫn tâm, người mắc tính này thường vô cảm, thấy khó không giúp. Tàn nhẫn, làm những việc không đúng với lương tâm, chuẩn mực đạo đức của xã hội. Ý nghĩa đối với người Việt. Người Việt ta coi trọng chữ này. Sự đoàn kết, yêu thương của người Việt bắt nguồn từ điều này. Chữ nhẫn đi vào nếp sống và văn hóa của người Việt. Chữ nhẫn giúp con người khéo léo trong ứng xử. Ý nghĩa đối với sức khỏe. Đối với sức khỏe, người biết nhẫn nhịn sẽ có tinh thần bình an. Từ đó, không bị phiền não bởi những tác động khác, giảm được lo âu. Tinh thần chính là yếu tố quyết định sức khỏe. Và theo nghiên cứu cho thấy, những người nhẫn nhịn thường có thân thể khỏe mạnh, tinh thần ổn định. Việc rèn luyện sự nhẫn nại mang cho ta sức khỏe. Lời Phật dạy về chữ nhẫn. Đạo Phật coi trọng cái tâm, và chữ nhẫn giúp cái tâm trọn vẹn hơn.
dù chịu tổn thương bởi người khác nhưng đạo Phật khuyên răn con người nên bao dung. Những kẻ làm tổn thương người khác mới là đáng thương. Nhẫn trong đạo Phật mang ý nghĩa yêu thương những người gây hại cho mình, chấp nhận các pháp vô thường. Thời điểm quan trọng cần nhẫn nại. Nhẫn nại khi tức giận. Mọi người thường cảm thấy thống khổ khi phải chịu đựng. Cơn giận dễ bùng phát. Đó là lý do dễ làm hỏng đại sự. Nhưng hãy ghi nhớ rằng thành công sẽ đến. Những người ngồi ở vị trí đều có tính kiên nhẫn. Thành công là thứ phải đánh đổi sau nhiều chịu đựng. Mỗi hành động phải thật lý trí. Nhẫn nại với những cám dỗ. Có quá nhiều thứ cám dỗ con người. Nếu không thể kìm lòng lại, sự sa đọa sẽ giết chết chính bạn. Đừng mải miết chạy theo những thứ hư vô. Nhẫn nại với những nỗi đau. Trên con đường tiến tới thành công không bao giờ trải hoa hồng. Phải học cách đương đầu mới có thể đến đích. Có những lời nói khiến bạn tổn thương nhưng hãy biến nó thành động lực. Người biết rèn luyện tính này sẽ có thành công lớn. Học được chữ nhẫn là điều khó. Đạt được chữ nhẫn lại càng khó. Nhưng ta sẽ có nhiều lợi ích khi rèn luyện. Hành trình trầm hương hy vọng đã mang đến cho bạn nhiều kiến thức lý thú xoay quanh đức tính này. Chắc đã không ít lần chúng ta được nghe những lời trong đời. Người khôn nói ít, nghe nhiều, lựa lời đối đáp, lựa điều hỏi han. Trước người hiền ngõ khôn ngoan, nhường trên một bước, rộng đường dễ đi. Chuyện người, chớ nói làm chi, chuyện mình biết vậy thì mới khôn. Của cải dù to lớn như núi, nhưng cái miệng ăn lâu ngày cũng hết. Phước đức dù cực khổ gieo tạo nhiều đời, nhưng do cái miệng tạo nghiệp, phê bình, chỉ trích, nói lời ác, thì trong giây phút cũng có thể tiêu tan. Làm ơn hay bị mắc oán, cũng do cái miệng này hay kể công, mắng nhiếc, nói sỉ nhục người. Thân khẩu nó hại sắc phàm, người nào nói quá họa làm khổ thân. Lỡ chân gượng được đỡ lên, lỡ miệng gây họa phải đền trả thôi. 1. Nếu bạn nhẫn chịu oan khuất thì bạn là người được phúc báo. Người khác nhục mạ bạn, bạn nên coi như được bội phục. Người khác làm tổn thương bạn, bạn nên coi như họ đến để thành tựu bạn. Làm tổn thương người khác chính là tiêu xài công đức phát tài của mình. Một người tâm địa xấu xa thường làm hại, làm tổn thương người khác, thì chính là mang tiền đến đưa cho người khác. Ngược lại, một người có thể nhẫn nhục chính là liên tục thu tiền. Người đại nhẫn giống như mở ngân hàng, có thể thu nạp từ trăm sông. Trong mấy chục năm của cuộc đời, có rất nhiều chuyện và lời lẽ khiến chúng ta cảm động. Vì thế, chúng ta cũng nên nỗ lực tìm cách khiến người khác cảm động. 2. Trên thế giới này có một loại kinh doanh luôn lỗ vốn, chính là tức giận. Mọi người thường không chịu nhận sai, mọi thứ đều nói là lỗi của người khác, cho rằng mình mới là đúng. Kỳ thực không chịu nhận sai chính là một sai lầm. Người mình nhận lỗi có thể là bố mẹ, bạn bè, người ngoài xã hội, thậm chí nhận lỗi với con cái và với cả người đối xử không tốt với mình. Bạn sẽ thấy rằng mình sẽ chẳng mất đi cái gì, mà ngược lại sẽ thấy được sự độ lượng của mình. Nhẫn lỗi là một phẩm chất tốt, cũng là một loại tu hành. 3. Cái gì cũng không thể nhẫn nại, thành tựu của bạn sẽ bị giới hạn. Nhẫn nhịn cũng chính là điều mà con người gọi là bền chí, nghị lực. Cần phải nhẫn để được vừa lòng đẹp ý. Tại sao vậy? Người xưa dạy một điều nhịn, chín điều lành, cũng lại nói, lùi một bước biển rộng trời cao. Quả thực, nhẫn nhịn có thể khiến tâm chúng ta trở nên thanh tịnh, khoảng trời trước mặt cũng sẽ trở nên rộng mở bao la. 4. Niệm giận vừa khởi lên, chiêu cửa nghiệp chướng liền khai mở. Một khi tâm oán giận vừa khởi lên thì trí tuệ sẽ không còn, lý tính bị che mất, do đó sẽ xử trí theo cảm tính, không chỉ làm tổn thương mình, mà còn hữu ý hoặc vô ý gây thù kết oán với người khác. Nếu không thể hóa giải thù oán, khi nhân duyên chín muồi, báo ứng sẽ hiện ngay trước mắt, oan oan tương báo, quả báo sẽ ngày càng tàn khốc hơn. 5. Thân thể,
tâm trạng của con người cùng với tự nhiên dung thành một bức họa. Thất tình lục dục là nhiễu loạn tự nhiên, nhiễu loạn thân thể người. Thất tình là thích, phẫn nộ, buồn, vui, yêu, ác, dục. Trong đó tức giận, nổi cáu là gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Có người nói, tuổi thọ trung bình của con người lẽ ra phải là 200 tuổi. Chính là do những phiền não của bản thân đã làm cho thân thể bị hư hại. Người luôn sống trong cảnh giới đại từ bi thì không già, không yếu, không mê, không tà, không tiêm nhiễm, đây mới là niềm vui thật sự. 6. Thường cảm ơn trong lòng. Mặc dù người khác nhục mạ, phỉ báng, hãm hại bạn, cũng vẫn nên dùng thiện tâm để đối đãi và tự đáy lòng mình cảm ơn họ. Thực sự thì sự sỉ nhục, phỉ báng và hãm hại của người khác chính là để tiêu trừ nghiệp lực mà mình đã tạo ra trong đời này. Vậy nên quyết không thể để tâm oán hận nổi lên. Nếu vẫn còn tâm oán hận thì không những không thể tiêu nghiệp mà ngược lại còn làm cho nghiệp tăng lên. 7. Bạn hỏi Phật ngày nào tốt, Phật hỏi xem bạn có ngày nào bình yên. Cuộc đời giống như một cái cặp da. Khi cần dùng thì mới lấy, khi không dùng thì bỏ nó ra. Lúc cần bỏ xuồng thì lại không bỏ, giống như mang theo hành lý nặng trĩu, không thể tự tại. Những năm tháng của cuộc đời có hạn, vậy nên nhận sai, tôn trọng, bao dung thì mới có thể bình thản, buông bỏ mới có thể tự tại. 8. Nổi cáu là tối kỵ của tu hành, là đốt cháy rừng công đức của mình. Nếu không sửa đổi tính xấu này, thì vô luận là một ngày có niệm bao nhiêu bộ kinh, có thuyết bao nhiêu lần pháp, thì bạn cũng không thể ra khỏi tam giới. Phát cáu là biểu hiện của vô minh, chính là không minh bạch. 9. Bất thiện, ác ý với người khác chính là chà đạp chính mình. Nếu ác ý với người khác, thì người bị hại chỉ chịu 3 phần 10, mà chính chúng ta mới phải gánh chịu phần nhiều 7 phần 10. Đó chính là chà đạp chính mình mà không tự biết. Một câu nói ra khỏi miệng, gây sự tổn thương, thì chính mình là người gánh chịu phần lớn sự tổn thương đó. Bạn muốn mình khỏe mạnh, trường thọ và tràn đầy trí huệ, thì bạn phải dùng tấm lòng yêu mến để đối đãi với tất cả mọi người. Biết cho đi, bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn thế. 10. Lời nói làm tổn thương người khác còn nghiêm trọng hơn cả giết người. Đây là sự thật mà rất ít người biết. Khẩu tạo nghiệp là dễ xảy ra nhất, mà cũng là tạo thành nhiều nhất. Quả báo kiếp sau sẽ vô cùng thảm thiết. Nhẫn thì sẽ có thể xử lý và hóa giải, có thể biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ thành không có chuyện gì. Có thể nhẫn thì có thể phân biệt được tốt xấu, thiện ác, thị phi của thế gian. Vào buổi tối mỗi ngày trước khi đi ngủ, hãy tự hỏi chính mình, hôm nay mình có tức giận không? Gặp chuyện lớn nhỏ, cứ từ từ, muốn luyện nhẫn hãy học tính trước. Tính là bản lĩnh tối cao của đời người, thước đo khả năng của một người. Không phải là anh ta đã trải qua bao nhiêu thất bại mà là anh ta đã chịu đựng bao nhiêu thất bại. Đời người là quá trình không ngừng trưởng thành, không ngừng nâng cao bản thân. Trên con đường tới với thành công, rất nhiều người chỉ tập trung vào những năng lực và cơ hội mà thành công cần, bỏ qua mất cái tầm nhìn trong xử thế. Mà không biết rằng, đây mới là khác biệt căn bản nhất giữa người thắng và kẻ bại. Người bỏ lỡ mất thành công, thứ họ thiếu không phải là tài năng và sự chăm chỉ. Rất nhiều khi, thứ họ thiếu là sự chậm lại, quá trình lắng đọng, tĩnh lại, không vội vã. Những người tĩnh lại được thường là những người lý tính, làm việc rõ ràng, biết nắm bắt cơ hội, biết quan sát toàn cục. Thứ họ theo đuổi không phải là lợi ích nhất thời mà là sự nắm chắc và làm chủ với tương lai. Cũng giống như câu nói rằng, những khoảnh khắc chờ đợi thời cơ để bùng phát, gọi là thời gian lắng đọng. Có lắng, có tĩnh lại được, không vội vàng, mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Có một doanh nhân từng nói rằng, người làm tốt những chuyện nhỏ mới có thể làm được việc lớn. Ai chẳng muốn làm nên được đại nghiệp,
muốn mình hơn người. Đây là điều bình thường. Nhưng có một điều mà nhiều người không ý thức được, đó là dục tốc thì bất đạt. Thành công không có được thông qua làm một chuyện lớn, mà nó là sự tích lũy, sự lắng đọng của rất nhiều những chuyện nhỏ nhặt mà chúng ta thậm chí còn không cho vào mắt. Họa sĩ nổi tiếng Da Vinci khi còn nhỏ từng bái sư học nghệ một bậc thầy về nghệ thuật. Nhưng người thầy ấy không hề dạy ông kỹ năng hay bí quyết gì, thay vào đó, chỉ bảo ông tập vẽ trứng gà. Luyện tập một khoảng thời gian, Da Vinci cảm thấy nhàm chán, chán nản. Ông bắt đầu vội vàng, nói mình tới để học nghệ thuật đích thực chứ không phải tới để học những thứ cơ bản như này. Người thầy nghe xong, nhẫn nại nói với Da Vinci, trứng gà tuy là thứ dễ vẽ nhất, nhưng để vẽ nó sao cho đẹp thì lại không hề dễ dàng. Vẽ trứng gà không chỉ giúp luyện thành thạo kỹ năng cơ bản, mà còn giúp mài giũa sự nhẫn nại. Chỉ khi thành thạo được hai thứ này, khi vẽ những thứ khác, con mới thuận buồm xuôi gió, cho ra những tác phẩm vừa ý. Da Vinci nghe thầy nói xong bỗng tỉnh ngộ. Ông không vội vội vàng vàng nữa, thay vào đó tĩnh lại, chậm lại, kiên trì luyện tập vẽ trứng gà. Và sau tất cả, chúng ta có một danh họa nổi tiếng suốt hàng trăm năm như hiện nay. Có câu nói rằng, nếu không thể tạo ra được sự nghiệp vĩ đại, vậy thì hãy dùng cách vĩ đại nhất đi hoàn thành những chuyện nhỏ bé nhất. Chỉ khi tĩnh lại, chậm lại, chúng ta mới có thể làm tốt những chuyện đơn giản nhất, từ đó tạo nền tảng để trở nên khác biệt. Có thể chậm lại, có thể giữ được tiết tấu của bản thân, không bị ảnh hưởng bởi thế giới hối hả bên ngoài, chúng ta mới có thể trở thành người mà mình muốn. Trong cuộc sống, có không ít người sống rất vội, luôn muốn tạo ra được kết quả ngay khi mới bắt đầu. Những người như vậy dễ mang sự cảm tính và giải quyết sự việc. Sau cùng, sự việc lại một trở nên rắc rối hơn. Chậm lại, không hoang không mang, mới có thể rèn luyện được cảnh giới nội tâm, trở nên mạnh mẽ trầm ổn hơn, từ đó giải quyết mọi việc một cách lý tính và rõ ràng hơn. Đời người giống như một ván cờ đấu với chính mình, càng vội càng dễ đánh mất đi những phán đoán lý tính với sự vật. Chỉ khi tĩnh lại, kiểm soát được cảm xúc của bản thân, ta mới có thể xử lý được tốt nhất mỗi một vấn đề tồn tại trước mắt. Thứ đánh giá thành công của một người không nằm ở việc anh ta đạt được bao nhiêu thành tựu, mà nằm ở cách anh ta có được những thành tựu đó. Không nằm ở việc anh ta trải qua bao nhiêu thất bại, mà nằm ở việc anh ta tiếp nhận và vượt qua được bao nhiêu thất bại. Tính lại là sự hun đúc ý chí, là sự bứt phá của bản thân, là phẩm chất của một nhà thông thái. Tính lại để mài giũa nên một nội tâm thong thả và vững vàng, để rồi ung dung đối mặt với những thử thách khắc nghiệt của cuộc sống.